Alo ạ. Alo, cái này alo, cái này có phải số anh Thao không vậy chị? Dạ đúng rồi anh ơi. Anh Thao có nhà không vậy? Anh Thao có mà, anh cứ nói đi, anh nghe được mà. Hả? Bạn cứ nói đi, anh ấy nghe được. Nói với anh Thao là chim rồi nha, chim tới nhà em rồi á. À, bạn là khách hàng ở đâu nhỉ? Ở Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai à? Ok, nghe Ừ. rồi, nghe rồi anh ơi. Ở Em đây anh. gửi cho anh ba con đấy. Ừ, cảm ơn nha. Vâng. Tôi khi mà tôi nhờ tôi nhìn tôi nói ủ hết hồn là cái này lộn rồi chẳng phải. Vâng. Cái nhưng mà nhìn lên thấy là anh ấy là buồn con, cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, anh gửi chị cái lòng đẹp quá vậy. Vâng, thế là em làm ăn là em làm uy tín mà anh, tại vì anh là Đúng người là anh luôn. bỏ tiền Anh ra nhưng mà anh phải nhận đầy đủ giá trị của xứng đáng với đồng tiền của anh mà. ừ, anh làm ăn đàng hoàng thật á, anh làm ăn tôi thích lắm. Tại vì cách nói chuyện của anh á chứng tỏ anh làm ăn đàng hoàng lắm. Dạ. Trời ơi, làm ăn như anh gì mà tôi muốn phái, tôi nói trời ơi, tôi biết lúc mà tôi mua con chim vậy chết, tôi biết bà xã tôi cũng buồn lắm nhưng mà bà không có nói gì hết, tại vì bà biết tôi thích nên bà cũng không nói gì hết. Dạ. Mà nay cái bác thấy mua canh bù thêm con bà vui lắm, tôi biết bà vui lắm. Vâng, thì anh chuyển lời giúp đến chị là hai anh em mình chơi là nó phải mang lại sự thoải mái cho tâm hồn. Đúng rồi, đúng là thoải mái tâm hồn, cái vui thật. Dạ. Trời ơi, mà mấy con chim đó nó biết gái luôn hả anh? Thấy nó khôn quá chừng sau là cái này có chim có cồn quá trời đẹp chứ ạ. Dạ vâng, thì rút kinh nghiệm, hai nữa là cái việc trong quá trình cuộc sống thì nó cũng có những cái rủi ro nghề nghiệp, rủi ro khách quan, nhiều khi mình đấy cũng là những cái bước mà để cho mình rút kinh nghiệm, để mà mình cũng thử thách cái phương châm của mình, để mình làm sao mình tồn tại, mình kinh doanh thì mọi người cảm thấy là mình quá ok thì nào ok thôi. Đúng rồi, biết sao Dạ. là bà xã nó rất thích mấy con chim đó, là tại vì gửi từ ngoài Hà Nội vào nên bà rất là thích. Dạ. Tính như, tại vì bà là quê ở cái Bình, là mẹ cũng mới về hoài hoài chơi về đó. À, thế là thỉnh thoảng là cũng về quê ngoại chơi ha. Không, mẹ thì mẹ đó mẹ mẹ của mẹ vợ tôi thì mới về quê, Dạ. chứ thực sự là mẹ vợ ở ngoài ở Lâm Đồng á, đã tẻ Lâm Đồng á, À rồi, em hiểu tại rồi, vì mẹ mẹ ở Thái Bình dạ nhưng mà mẹ đã đi vô ở đã tẻ Lâm Đồng rồi chứ không phải ở Thái Bình. vâng, À, về Bắc. rồi thế thì anh ở ở cái địa chỉ đó thì bọn em gửi vào đấy, thì bây giờ anh nhờ anh là anh cứ chăm sóc tốt cho nó vào, có vấn đề gì thỉnh thoảng anh em mình cứ nói chuyện dài dài về cái chủ đề con chim này thôi. Biết sao không? Anh biết Vâng. sao cái con mà bữa hổm còn anh nó bự lắm, nó to Vâng. nó bự lên lắm á nha. Tại Vâng. vì tôi mua mấy mấy ngày mà to bự lắm, anh biết sao không? Dạ. Tôi có mua cái người ta, ở ở trong Nam người ta kêu là cái nang mực Dạ vâng. á, cái nang mực á, tôi mua cái nang mực cái xong tôi bỏ vô Dạ. cái lò nướng bằng điện á. Vâng. Anh để bỏ lò nướng bằng điện anh nướng khoảng 15 phút xong cái anh lấy ra anh đâm nhuyễn anh bỏ vô nó ăn dữ lắm, À bự đúng nó rồi. ăn rồi Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó nó là ăn tuyệt dữ vời lắm, ấy. nó ăn bự, nó Anh ăn dữ lắm nha, à, nó anh rất ăn là là sáng nó kiến. to nó bự lắm Dạ vâng. hả, Anh như này anh rất là sáng kiến rồi. Vâng. nó to mà nó bự lắm, nó thích ăn lắm. Bữa đầu tôi bỏ vô tưởng nó không thích ăn mà sao tôi thấy nó ăn dữ lắm, mà nó ỉa cái này nó to nó bự mà nó lanh lắm nha. Dạ Mà vâng. tôi cũng rất là sẵn thích cái là chim về về từ về Bắc vào. Tại anh biết sao cái chim về Bắc vào á thì vào Nam thì nó màu hồng hồng chứ không phải màu xám xám như ở mấy chim cua trong Nam nó sẽ màu xám xám. Dạ vâng, Còn đại chim khái của anh màu hồng. là cái con mà em gửi cho anh lần bữa trước đấy, bây giờ là anh cứ ngắm đi ngắm hoài là anh vẫn cứ thấy thích cả. À. Ừ, tôi vẫn thương nó lắm. Vâng. Là tuy vậy nhưng vẫn là thương. Nhưng nó to nó bự lắm, mà nó to bự ghê lắm Dạ kìa. vâng. Nó thích ăn cái nang mực đó đó. Dạ vâng. À, tôi cũng mua trên mạng cái người ta gửi vào là 180.000 ký.
Dạ vâng. Nó mua cái người bán thì họ ở Bình Thuận á. Vâng. Bình Thuận, Bình Thuận, Bình Thuận. Cái đấy tên gọi chính xác ngoài miền Bắc này để mà hiểu được nó gọi là cái gì anh? Là nang mực. Lang mực à? Ờ, nang mực á. Lang mực thì nó là cái bộ phận của con mực đấy à? Ừ, nó là cái con mực nang á, nó nằm ở trong cái mực nang á. Vâng. Cái màu trắng. Vâng. Cái nang mực. Vâng. Xong cái tôi nói khi mà con chim nó cũng khờ khờ lắm, cái tôi đâm tôi bỏ vô cái sao tôi thấy tôi không thấy nó ăn, nhưng mà khi mà tôi nói ủa không biết con chim nó có ăn sao thấy nó lưng ta, cái bữa đó cũng ngồi thấy nó ăn rồi, nó cái ỉa phân thì nó ăn rồi biết rằng nó ỉa phân khác, nó vâng. Ỉa phân là thấy nó nhuyễn hơn. Vâng. Tôi cho ăn gạo lứt không mà tôi không dám cho ăn cám, tôi sợ nó ăn cám sợ nó bị bệnh nên tôi cho ăn gạo lứt. Vâng. Cái là con chim nó này nó to lắm, nó to. Vâng. Nó bự lắm. À thế à? Ừ, nó to, nó bự, nó lanh lắm. Là dạ. Anh mua cái nang mực đó, cái anh bỏ, anh có cái lò nướng á. Cái, vâng. Cái lò nướng á, chứ không phải là cái lò vi ta nha. Dạ. Tôi bỏ vô cái lò nướng, cái tôi bật lên khoảng để chỉnh cái nút 150 độ C, cái tôi bật lên là 15 phút, 15, dạ. 15 phút. Dạ vâng. Rồi tôi để khi mà nó nguội đi, tôi lấy tôi đâm, anh nướng xong á, anh đâm nó nhẹ lắm, con cua nó ăn nó không bị dễ chảy. Vâng. Cái nang mực á, vâng. Gửi vô tới nhà luôn, ta cũng gửi vô tới nhà cho mình luôn, lặng tập 80 ngàn, mua yeah. Điện rồi gửi vô luôn. Rồi yeah. Anh nướng cái đó cho con cua nó ăn nó sung lắm. Vâng. Anh biết sao tôi biết không, tại vì xưa tôi cũng có nuôi bồ câu. Vâng. Tôi nuôi bồ câu mà tôi cho nó ăn cái đó là con bồ câu con á hả, nó khỏe lắm kìa. Dạ yeah, vâng. À, con bồ câu mẹ nó, bồ câu con nó khỏe mà to, nó bự lắm. Vâng. Cái tôi cho ăn cái tôi thấy con cua nó khoái lắm, con cua nó khoái ăn lắm. Dạ vâng, đúng rồi, thế là đúng đúng cái món sở trường của nó thích quá rồi. Nói nghe nè, mấy cái con chim cu có còm vậy là nó gái được chưa anh? Nó, anh về nuôi trong vòng khoảng 1-2 tháng nó quen, cái là nó gáy ngay mà. À vậy hả, cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, tôi thấy là tôi đo khi mà tôi nhìn ba con tôi nói, ôi trời ơi, chắc là anh thì nó lộn rồi. Nhưng mà sau tôi nhìn lên cái địa chỉ gửi thì anh thấy là đè, hai con bù một con. Tôi nói, ồ trời anh bù á. Thì anh có yêu cầu bù đâu, đây là em bằng cả một cái trái tim của em là thực sự là cái việc đó anh không đòi hỏi em là bù, vì con chim là anh về anh nuôi thì nó gửi nó thì nó cũng ràng ràng, thì hai con thì được một con đúng không, còn một con thì nó hơi yếu yếu, nó đuổi đuổi, nhưng mà nếu mà phải chuyên môn như bọn em thì cái việc đấy là việc bình thường, bởi vì nó thế. Nhưng mà sau đó em nghĩ đi nghĩ lại bảo anh là người không biết thì thôi, em cũng gọi là tri ân đến khách hàng của mình, làm sao cho người ta cũng thấy đúng, thoải mái khi mà đặt hàng bên mình. Vâng. Tôi thấy anh buôn bán gì tôi rất là thích, cách buôn bán của anh là rất là đúng, rất là dạ. Đúng rồi, anh đúng là dân buôn bán đó. Anh vâng. Là anh là ok rồi, buôn bán là anh nghĩ là tốt nhất á. Dạ vâng. Biết làm sao không? Anh buôn bán á mà đầu tiên thứ nhất là cái tính mình đưa lên hàng đầu. Dạ. Dạ vâng. Tính mình đưa hàng đầu, uy tín mình đưa hàng đầu. Cái thứ hai mình bán những gì mà khách hàng họ thích, chứ mà không cần mình kêu họ mua cái này mua kia, mà họ thích mua gì là mình sẽ đáp ứng nhu cầu đó, họ cũng rất là thích. Dạ vâng. Họ mua cái món hàng đó mà cái này là tôi thích nên anh đó anh bán như vậy là tôi rất thích, cho dù có gì tôi cũng rất thích. Dạ vâng. Đó, anh bán rất là hay, tôi nói anh buôn bán giỏi lắm, bởi vì tôi khi mình nói chuyện với anh tôi biết là anh rất là giỏi, tôi nói anh giỏi quá mà anh làm cái này hơi phí cái tài năng của anh. Vâng. Anh mới là người tài năng nhá, anh mới là người có hai bằng đại học, chứ em gì có bằng đại học đâu, chăn trâu cắt cỏ suốt ngày trèo cây đa cây ấy bắt chim quê mùa đi làm sao? Dạ. Tại tôi khổ quá, tại sống tôi sống ở cái tuy là nó không phải thuộc thì Sài Gòn thật, nhưng mà cái cuộc sống càng vô tôi ở nó giống như thành phố đó. Là anh không học là anh sẽ chết thôi, chứ không biết làm gì sống á. Vâng. Chỉ còn con đường duy nhất là đi học thôi. Alo. À, em ơi cho anh hỏi cái cặp chim mà đánh dấu đầu là cái hả? Ừ, anh nhận được chi rồi à? Đúng rồi, nhận được rồi. Nó khỏe mạnh không anh? Ờ, khỏe bình thường em ạ. Vâng, đây anh dấu, bây giờ anh nhìn thấy cái dấu nó như thế nào anh? Cái dấu nó màu, đánh dấu châu chấu, giống như mà mực tinh tím ạ. Cái mực ở chân đấy là con đực. Không, cái còn đánh dấu trên đầu cơ mà, đánh dấu trên đầu chứ đâu chân đâu. Đánh dấu trên đầu đấy là hai con, bây giờ là có bốn con tất cả đúng không? Có bốn con. Thì mấy con đánh dấu trên đầu? Hai con đánh dấu trên đầu. Thế trong hai con đánh dấu trên đầu đấy có con nào đánh dấu ở chân nữa không? Để anh kiểm tra cho nào, anh nhìn cho nào.
Hình như là không có, không có. Hai con đánh dấu trên đầu đấy là một đôi. À, hai con đánh dấu trên đầu là một đôi. Vâng. Rồi. Thế còn lại là một đôi. Rồi, rồi. Vâng. Thế mà đánh dấu ở chân nữa thì làm sao? Đánh dấu ở chân là con đực. À, đánh dấu chân là con đực hả? Vâng. Rồi, rồi. Mà vì anh chưa bắt nó ra, anh vừa mới đem về đến nhà xong. Vâng, vâng. Anh về cho nó khỏe mạnh đi. Nó đi nó cũng hơi stress một tí, nhưng mà kệ nó vẫn khỏe mạnh vẫn đấy là được rồi. Nhưng mà nó ăn nó bỏ được rồi đúng không? Nó ăn lúa, ăn cám thì nó phải mổ được thì nó mới sống vào đến đấy được chứ anh. Không thì nó chết toi luôn ở trên đường rồi. Có ai bón cho nó đâu ngoài, bây giờ anh thả nó ra, anh để mới về thì anh cứ để nó vào cái khay đá bằng nhôm, bằng nhựa đấy, anh để trên sàn đấy cho nó ăn đồ uống thật dễ vào. Chiều nó 1-2 ngày cho nó ổn định. Tối 8 giờ tối anh kiểm tra, anh tắt điện, anh sờ diều xem có con nào có diều không nhá. Rồi, rồi. Nếu mà nó con nào nó căng diều nó bắt đầu là nó ổn định. Còn nếu mà nó không có diều là mình phải bảo gọi điện cho em để em còn tư vấn. À, bởi vì anh thấy là nó ăn nó mổ thóc mổ cám này. Vâng, thế là được rồi, thế là tốt rồi anh ạ. Thế là tốt rồi. Anh là nhận hàng ở chỗ nào nhỉ? Anh nhận ở đám chỗ cầu vượt Ninh Xuân. Cầu vượt Nghi Xuân à? Đám chỗ cái chợ đầu mối Thủ Đức á. À, chợ đầu mối Thủ Đức, rồi rồi rồi. Thế là em gửi cho anh từ chiều hôm kia. Thì đến trưa hôm nay là anh nhận được. 8 giờ là anh nhận được rồi. À, 8 giờ, thế đấy. Em gửi cứ như thế là coi ví dụ như là chiều thứ 6 em gửi thì sáng Chủ Nhật 8 giờ là anh nhận được. Ví dụ nó đi... Nó điện anh lên chợ đầu mối chứ đáng nghe là nhận ở đám chỗ cầu vượt Sông Thần đó. Dạ, em hiểu rồi. Thế là em tính là từ chiều hôm... chiều hôm kia, chiều hôm qua là một ngày, thế là hơn một chiều. Nếu mà đến chiều hôm nay nó chạy qua hai mấy tiếng hả? Vâng vâng, biết rồi, ok ok. Nhưng mà chim nó ăn uống được trên đường nó cũng khỏe mà. Rồi anh bao thế là cám một tháng ăn này. À, thế được rồi, thế tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Ừ. Vâng vâng, thế là quá tuyệt vời rồi. Loại đấy nó thuần lắm anh ạ, nó thuần lắm. Anh chịu khó anh nuôi, sau này mình thấy giá trị của nó. À, cái này là đúng mã ngỗng phấn hồng đây đúng không? Đấy, anh nhìn anh biết đây, nó bé mà mới có bé mà mới có như thế mà nó nhìn nó đã ưa nhìn rồi. Rồi rồi, ok, cảm ơn em, có gì anh điện nha. Dạ vâng, ok anh. Rồi chào em. Alo. Alo ạ. À, anh ấy cho anh phải cái bên anh có chim cua mã ngỗng phấn hồng không? Đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ, tôi là thao cua gáy, chuyên chim cua gáy mã ngỗng phấn hồng đấy ạ. À, bây giờ một cặp để gây sinh sản thì nó bao nhiêu anh nhỉ? Cặp đẹp của nó là 700, là cái hàng mã đẹp, độ thuần thục cao, bởi vì mình bón từ nhỏ, bón bộ lên theo người, bây giờ nó ăn được lúa rồi. Rồi. Bây giờ ví dụ như tôi muốn đặt hai cặp mà gửi về Bình Dương có được không? Bình Dương trong miền Nam thì đơn giản cũng hay gửi vào trong đấy, Bình Dương với này Đồng Tháp ở trong Đồng Nai đấy là hay gửi vào. À, thế gửi vào là chuyển tiền qua cái số tài khoản của anh. Thì cái này báo cáo mấy anh, em cũng có mấy cái trường hợp xảy ra. Thứ nhất là ví dụ như là những khách hàng nào mà họ văn minh thì họ tin tưởng đến cái trang của em, cái con người em thì họ chuyển khoản để bao giờ em cũng bớt cho họ một ít. Đó. Cái nhóm thứ hai là nhóm gọi là qua việc mua bán qua mạng thì nó cũng có rất nhiều những cái nó vấn đề nó vẫn xảy ra, thì em cũng chả đòi hỏi là khách hàng thế nào cả. Em chỉ yêu cầu là họ đọc chứng minh thư rồi những xác minh danh tính ra. Thì khi mà mình xác định là người thật việc thật thì mình chuyển cho họ thôi. Đó. À, cái này thì tôi không quan trọng. Tiền trước, tiền sau thì cũng được. Đấy mà làm ăn buôn bán với nhau, ví dụ như là tôi dân buôn bán trên mạng nhiều mà. À, anh bán anh bán cái sản phẩm gì trên mạng anh? Tôi bán ba cái khăn rồi thì ba cái đồ gia dụng nằm nhà bếp. À. Chuyển thường xuyên chuyển cho tôi. Đó là cái khăn á, cái khăn để mà làm bếp luôn. Khăn làm bếp rồi đồ gia dụng làm nhà bếp luôn. À, hay ghê nhỉ. Thế mà cũng anh thì nói chung là mỗi người một nghề thôi. À, cái anh làm ở đấy chắc là cũng hiệu quả lắm.
thì nói chung là cũng tạm ổn thôi. À, tôi đấy. Làm lâu rồi. Nhà, à, có, nhà tôi quê thì tôi ở Thái Bình. À, anh ở Thái Bình, ở Tiền Hải ở đâu? Tôi ở Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ. Quỳnh Phụ à? Rồi rồi, em cũng có hay hay có khách hàng ở chỗ Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đúng rồi. Vâng, ok. Thì cái này thì anh đã là người đã từng tham gia vào cái xã hội công nghệ 4.0 thì em nghĩ là anh em mình cũng cùng cảnh, nói chung là cũng có cái tư duy mua bán qua mạng nó nhẹ nhõm thôi anh ạ. Đúng rồi. Vâng, thì em chỉ dám hứa với anh là em luôn luôn là cái gây dựng cái thương hiệu và cái chất lượng dịch vụ của em, uy tín của em là từng qua từng đơn hàng. Đó. Đúng rồi. Nên là kể cả những anh người bạn anh ấy. Dạ. Anh bạn anh ở bên Thủ Đức. Vâng. Ờ, anh chị hôm trước tôi đã đặt cái ông ở bên Hải Phòng á, nhưng mà ông bảo hai cặp ông không có ship. À, ông Tiến đấy. Không biết ông ở hình ông Tiến thì phải. À, vâng. Thế tôi bảo cho tôi cũng dân buôn bán, kể cả một cặp hay một con tôi đều một ship, con cái tiền ship với khách hàng chịu mà đâu có phải là các bạn chịu đâu. Mình là người mua bán thì mình nhu cầu khách hàng mình lên phục vụ người ta, dù nhiều dù ít, kể cả đơn hàng lãi suất 50.000 nó chả ảnh hưởng cái gì cả. Tất cả những cái quy trình nhà xe, tiền xe ôm hay là tiền lồng hay là tiền rủi ro là mình trừ hết đi rồi, kể cả 50.000 mình vẫn bán để mình giữ khách. Hai là cũng để thỏa mãn cái người ta gọi là người ta tin dùng mình đó. Thì em hôm nay em chuyển một đơn vào Đồng Nai là cũng hai cặp đó, thì em cứ đóng vào một cái lồng inox, nó rơi vào khoảng cái lồng ngoài này mua khoảng 120, cả cống cả đầy cầu bậu các thứ đầy đủ, thì thế nên mình tính trừ cho người ta 120, cái tiền xe Bắc Nam thì nó lấy 250 hay là 300 thì mình cũng báo rõ quan điểm thế. Thì đúng rồi. Thế bây giờ trở lại câu chuyện thì anh thì cũng chắc cũng tham khảo lên mạng thì cũng biết đến em, thì em cảm ơn. Thì đó, em cũng nói rõ quan điểm là cái chim thì cái mã ngỗng phấn hồng, mà điều quan trọng nhất là cái mục đích của anh là dùng vào cái việc để nuôi cho nó thuần thục để nó sinh sản sau này, đúng không? Đúng rồi. Nên em cũng chia sẻ với anh là cái này là yếu tố đầu tiên, là anh phải mua những cái con chim mà người ta bón từ nhỏ lên rồi. Đó thì là cái hơi tay hơi người là nó rất là thuần thục, về con chim bố mẹ sau này nó sẽ không bỏ ấp và nó nuôi con rất là thuần. Đó. Thì chính vì thế mà cái giá trên thị trường người ta có thể bán 500-600 nhưng mà em lúc nào cũng bán 700-800. Bởi vì cái công của em bón nó từ lúc nó còn nông măng đến bây giờ nó đuôi dài 4-5 phân. Nó tự ăn được rồi mà em thả ra nó vẫn ở trong cái thân nhà em. Em đưa tay ra nó vẫn bay đến, nó vẫn rúc cánh, bùng bùng cánh, đầu nó vẫn rúc như là mình đưa nằm thóc ở trên tay là nó vẫn xuống nó ăn đấy. Thế thì chính vì thế em muốn có một cái tư vấn như thế, thì em bán cho anh là 700.000 một đôi đó. Rồi. Giống là giống chim miền Bắc, là giống cho ăn, nó là chim giống theo cái dẻo tương hồng đấy anh. Rồi. Nó là giống mã ngỗng phấn hồng ấy, thì thế còn cái tiền ship thì nếu như anh hai đôi thì em tính cả lồng. Cả lồng và cả anh vào những Bình Dương đúng không? Đúng rồi, tôi đi An Bình Dương. À rồi. Mỗi một đôi là em cộng thêm 200.000 tiền vận chuyển nữa anh ạ. Cả lồng cả cước đấy. Cả lồng cả cước là 200.000 tiền vận chuyển. Vâng, nghĩa là em phải bo cho cả nhà xe, nó cho ăn cho uống ở trên đường nữa anh ạ. Rồi, ok, không có vấn đề gì. Nói chung là 200.000 thì không vấn đề gì. Thế là vừa có dụ như trong trường hợp mà anh em mình thống nhất được thì là 7214 cộng 14 là 18 anh ạ. Rồi. Thì là anh được sở hữu một cái lồng mới tinh trị giá 120.000 và em giả cước cho anh từ A đến Z. Rồi anh nhận được hai đôi chim là em đánh dấu đôi nào vào đôi đấy, đấy trông mái rõ ràng. Rồi. Trong quá trình nuôi thì em sẽ hỗ trợ về cái kỹ thuật. Đó. Bởi vì như này, cái bên cái kỹ thuật thì mình hiện tại bây giờ là mình đang có 6 cặp bố mẹ. Dạ. Dạ. Có hai cặp Thái. Vâng. Mới 4 cặp Uta. À vâng, nó có đẻ tốt không anh?
Đúng rồi, thế nên là cái nhu cầu của mấy anh em trong cái hội chim cô gái Bình Dương ấy, người ta lại bây giờ đang thích cái mã ngỗng phấn hồng. Dạ. À, vâng. Thế là mấy anh em mới bảo là tôi mua về sinh sản được các anh em ủng hộ. Vâng. À, thì trong nhóm mấy anh em chơi với nhau thôi. Dạ vâng. Ừ. Đúng rồi, chim mã ngỗng phấn hồng bắp chuối nó trườm chim mà nó nền tảng ở ngoài này, nó là cái giờ nó ăn theo cái dẻo tôm hồng chim chim Phú Thọ mấy chim Yên Bái chim Bắc Giang á, mấy chim Ba Vì, nói chung là mấy cái dẻo dẻo tôm hồng này em thấy là chim cũng được, nhưng được hình thức được nội dung được đó thì bây giờ thích chuyển khoản cũng được, mà không thì nhà thì giao tiền giao nhà xe cũng được, không có vấn đề gì, đây là thoải mái vô tư. Thì đây dạ. là cũng dạ, làm vâng. buôn bán trên mạng cũng rất là thoải mái, không vấn đề gì, còn tin tưởng dạ, nhau vâng. thì ok. Vâng, cái này thì thực ra em ban nay thì em cũng định thường là mỗi một đơn thì em cũng không 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 có ý kiến gì cái việc đấy cả, nhưng mà chính vì nói chuyện với anh một thôi một hồi thì em báo cho anh cái mức là thay vì cái 500 cái tiền lồng tiền vận chuyển vào đó thì em báo là 400. Hai nữa là em cũng cũng hy vọng là anh cũng là người trong cái khuynh là anh em mình cùng cảnh buôn bán qua mạng với nhau và cũng cùng cái máu là chơi chim, để tránh cho cái việc gọi là nó có cái sự quản lý về tài chính, thì em cũng nếu như mà anh chuyển khoản cho em thì anh cứ chuyển cho em 1750 đi, một phần là em cũng giao lộc cho anh đến với em mấy con chim đó, để cho mấy con chim nó về với anh để anh còn nuôi nó đẻ ra được, rồi anh bán thì anh bảo là đấy mua của chú Thao ngoài Hà Nội này nó đẹp thì chả gì thì câu nói của anh thì cái tiếng tăm của em nó cũng cũng phần nào nó cũng có cái sự gọi là nâng nâng tầm lên một chút đó. Okay. Còn 50.000 anh em mình nó cũng chả đáng gì đâu, nhưng mà đây là cái thành thiện chí của em là em giao lộc cho mấy con chim. Thế còn thực ra là như trần người khác là thường em vẫn bán là 1,9 triệu là đơn, người ta cứ dè dặn người ta bảo là vào là nhận chim thanh toán thì em cũng ok thôi. Nên đương nhiên là cái 150 này là cái mà em rất là tôn trọng những cái người mà đã tin tưởng em đó. Rồi chú cho anh cái số tài khoản anh chuyển. Dạ ok, em thì đang dùng cái Agribank và cái BIDV, thì em gửi cho anh cái thông tin về ngân hàng nông nghiệp Agribank anh nhé. Ừ rồi, Agribank cho nó dễ đi. Dạ vâng ok anh, vâng thế anh cho em xin luôn cái địa chỉ ở chỗ nào, cụ thể ở chỗ nào Bình Dương để em làm phiếu cho anh. Rồi anh là số 181. Số 181 à? 181 trên 17A2 trên 17A2 tổ 17A2 luôn, tổ 17A2 đường An Nhơn, đường An Nhơn, khu phố Tân Phú 1, khu phố Tân Phú Phú 1, rồi vâng, phường Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Di An, thị xã Di An, Vĩ An à? Dĩ giờ gì nghe chị? À, Dĩ An rồi ạ. Tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương. À, số điện thoại. Bình Dương. Số điện thoại đây ạ. Đúng rồi, 0969952766. 0969952766. Đúng rồi. Dạ vâng. Vâng, vâng. Thì cái số này là cái số này là cái số làm ăn nên lúc nào cũng trong người. Còn dạ. mấy cái số mà trên mạng, ví dụ trong cái Facebook là Văn Nguyễn đó thì nói dạ, chung là chỉ để lên mạng mới lên đấy thôi. Vâng, vâng. Cái Bình Dương thì bọn em gửi rất nhiều rồi, nó cái ekip này là cũng khá là quen thuộc, không vấn đề gì cả. Thì theo cái lộ trình thì chiều nay em gửi cho anh là thứ ba thì thứ năm anh nhận được anh nhé. Rồi. Vâng. Thì chuyển khoản thì ngay buổi sáng nay hay là vâng thì anh giao chim rồi lấy tiền hay là sao, anh là chỗ nào lấy
anh chuyển khoản như em vừa nói đó thì là em rồi. Cũng đã ra lộc cho rồi. Thì anh chuyển khoản giúp em đi, tại vì em cũng thấy rồi. Anh rất là tin tưởng em đó, sáng nay anh chuyển luôn đi thì chiều nay em chuyển luôn cho anh Kim anh nhé. Rồi thì chú đọc cho anh cái số tài khoản này. À, số tài khoản em tên đầy đủ là Vũ Văn Thao. Rồi tài khoản Vũ Văn Thao. Vâng, chủ tài khoản đấy ạ, số tài khoản là 2210. Số tài khoản 2210. 2210. 205. 205. 156. 156. 681. 681. Agribank chi nhánh Ba Vì, rồi. Hà Nội. Agribank biết rồi. Chi nhánh Ba Vì, Hà Nội anh ạ. Rồi. Vâng. Vâng. Anh ra quà Vì. Vâng. Rồi. Dạ vâng. Thì nếu mà anh thao tác trên điện thoại thì nó báo luôn qua điện thoại của em đây. Thì có gì thì chiều em gửi luôn cho anh mà anh nhận được lúc nào nhỉ? Em nhắn tin rồi. Vâng. Thì ví dụ như là chim thì là người ta mang đến hay là nhà xe nó gọi ra? Chim thì em sẽ văn phòng ở Hà Nội của em, họ sẽ định vị được cái nhà xe nào nó sẽ gần anh nhất. À, thì tất nhiên là anh thừa hiểu là nhà xe thì họ sẽ báo trước một ngày hai ngày, mình sẽ căn cái khoảng thời gian đấy ở cái cung đường đấy thì giữa nhà xe với anh là nên kết hợp với nhau để nhận chim. Thì trong trường hợp mà ví dụ như nó vội quá thì nhà xe họ sẽ tìm một cái xe ôm nào đó, họ sẽ nhờ cái xe ôm mà liên hệ và giao cho anh đó. Rồi. Đấy là cái phương án là bọn em gửi vô trong đó là gần cũng không có cái sự thất lạc nào cả, bởi vì cái nhà xe anh khuyên ở bến xe miền Đông, họ là văn phòng đại diện của em trong đó mà. À. Nên là cái này thì em cũng thiết lập cái ekip nó khá là an toàn về con chi mà nó cũng không hay bị thất lạc. À. Vâng. Thì cứ bảo nhà xe là cứ đến dưới A đến cầu vượt sóng thần nữa là alo cái à rồi thì em ghi là cầu vượt sóng thần, ok đúng rồi. Thì nhà tôi còn ra cầu vượt sóng thần là gần lắm, còn cái bến xe miền Đông mới thì nó cuối năm nay nó mới vào hoạt động cơ. Vâng, em biết rồi. Nhà luôn rồi rồi, ok. Ừ. Cứ đến cầu vượt sóng thần là alo cái là tôi chạy ra. Đúng ạ, ok ok, thế là thông tin quá rõ ràng rồi, thế anh nhá, ok ok, rồi, em rồi. Sẽ chốt đơn hàng cho anh, ok. Rồi, tí tôi chuyển khoản cho. Dạ, ok anh, em chào anh ạ. Rồi. Anh ơi, anh bán chim cô gái à anh? Anh giống ạ? À? Dạ, đúng rồi anh ơi. Vâng, em hỏi một chút là anh ở đâu ạ? Em ở Thanh Hóa sao? À, bạn ở Thọ Xuân hay là Triệu Sơn hay Nga Sơn hay là chỗ nào? Bỉ Sơn? À, Như Thanh Thanh Hóa. Như Thanh à? Ừ, mình thì có văn phòng ở Mỹ Đình hoặc là ra nước ngầm cũng được. Thì còn bản thân mình thì mình gây dựng cái trang trại vườn chim của mình ở trên trên Ba Vì, Hà Nội. Ba Vì à? Ở xa thế à? Từ Ba Vì xuống Mỹ Đình là 50 cây. Còn từ nước ngầm đi Thanh Hóa thì mình cũng hay quen gửi mấy cái nhà xe vào trong kinh mẹ anh em Thanh Hóa đấy. Vâng, là mình hỏi một chút nhá, là bây giờ là mình cũng ở cái sân chơi trồng cây cảnh cây cối rồi quay xung quanh rồi khoảng 25 m2 25 525, ok. Trên là có cái mái tôn xốp, nói chung là kín rồi. Ừ. Giờ mình muốn là nuôi chim vào đất để vừa chơi vừa biết đó. Nghe thấy trên Zalo trên mạng bạn thấy quảng cáo mình xem bạn trên Facebook hay là trên YouTube? Trên Facebook, trên gì hay trên YouTube? YouTube. À, vào YouTube thấy là để ý thấy đi thấy rằng. Vâng, mình hỏi một chút nữa là mình chưa nuôi bao giờ cả. Dạ. Bộ câu thường thì mình nuôi rồi, mình có một cái chuồng khoảng 30 m2 rồi. Dạ. Đến là nuôi 20 đôi rồi. À. Nuôi để lấy con bán và ăn thôi. À, là bồ câu thường cái gì? Bồ câu thường. Vâng. Bây giờ mình ở trên tầng 3. Vâng. Mình có cái sân chơi. Vâng. Và trong đó mình trồng cái cảnh rồi. À. Mình muốn mua mấy đôi chim để thả vào đó. Vâng.
À, đó đúng không? Có địa từ sinh sản hay làm trường tiên cho anh là bạn nhỉ? Cái này thì anh hỏi thì em cũng mạn phép em tư vấn luôn là với cái diện tích 25 mét vuông mà có mái che như thế là rất là tốt. Đó. Thế nhưng mà anh mà có ý định nuôi sinh sản thì trong cái điều kiện của anh như thế là anh gần như anh muốn là làm sao cho con chim nó rộng rãi thoải mái và nuôi tập thể với nhau như thế. Đó. Thì thực ra là cái đấy là nó sẽ có cái được một cái không được. Thế nhưng mà thôi bây giờ thì mình đã thiết kế như thế rồi thì em sẽ phân tích cái được. Vâng. Cái được thì thực ra là nó sẽ chim nó sẽ ít cái mầm bệnh và nó sẽ ít cái công mình phải chăm sóc do từng ô từng chuồng như là người ta nuôi theo kiểu riêng biệt. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái này thì nó có cái lợi thế là nếu để khắc phục cái vấn đề này thì đơn giản thôi anh ạ. Anh cứ làm cho em thành, ví dụ như anh có 5 đôi trong đó thì anh sẽ làm thành như kiểu là một cái nhà lớn có 5 cái gian buồng, mỗi cặp vợ chồng nó sẽ vào một cái buồng. Vâng, thế là làm 5 cái cho chim ở. 5 cái này là anh chỉ nằm 5 cái tấm tre thôi anh ạ. 5 tấm tre nghĩa là nằm nào 5 cái góc kín trong cái không gian đấy thôi. Còn vâng. Con chim là nó vẫn bay ra bay vào được. À vâng. Chứ không phải là nó là 5 cái lồng con đặt trong cái lồng lớn đấy. À vâng. Em phải cắt nghĩa rõ ràng như thế chắc là anh cũng hiểu đúng không ạ? Vâng ạ. Thì có nghĩa là anh hình dung ra là bây giờ anh sẽ làm 5 cái tấm cát tông hay là tấm blue gì đó. Có thể là mỗi một cái tấm anh có thể làm vòm hay làm chữ V. Như thế nào đó mà khi nào là nó bầy đàn thì nó sẽ bậu ở ngoài. Và khi nó nào là đôi nào nó bắt cặp với nhau mà nó đến mùa sinh sản nó động dục thì tự nó sẽ tìm những cái rổ, cái ổ đẻ đằng sau những cái tấm bìa đó. Và những cái con khác biết là đấy là lãnh thổ của nó rồi thì nó sẽ không vào để nó đánh nhau hay là nó đuổi nhau nữa. Thế là cái đấy là điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai á là anh phải nuôi theo cái chim là anh phải bón từ nhỏ. Nghĩa là cái dòng mà mình bón từ lúc nó còn đỏ hòn đến lúc nó bước mổ. Sau đầu nó làm hàng ngày mình vào là mình cứ cầm mình ca lúa, ca thóc. Mình để nó đói, nó nhảy đến, nó lao vào tay mình, nó ăn. Đó. Cố gắng là làm sao sờ được hàng ngày, hàng tuần. Thế còn nếu mà anh mà nuôi từ nhỏ nó tuần, nhưng mà anh bỏ đi cả tháng rồi, anh không về, anh không cho nó ăn, anh không tương tác với nó, anh không thân thiện với nó. Thì xin lỗi anh, vào nó bay loạn phạch phạch, nó đang ấp, nó bỏ ấp ngay. Đúng rồi. Ví dụ thế. Thì cái này đơn giản thôi. Anh làm nó 25 mét vuông thì nó cũng không phải là quá lớn. Vấn đề là anh cho nó những cái thức ăn nó khoái khẩu mà mình cho ăn đúng giờ đúng bữa. Kiểu như kiểu Bác Hồ đánh kẻng áo cá cho ăn đúng giờ ấy. Đúng rồi. Thì là nó trở thành một cái thói quen. Vâng. Nó ăn nó uống, nó nói quen. Chim này nó đói nó không chết đâu. Anh để nó đói nhịn ăn nhịn uống 2 ngày chả con nào chết được. Chứ một ngày cứ bình thường là cho nó ăn mấy lần anh nhỉ? Nếu như mà giai đoạn nó nuôi con hoặc nó ổn định, một ngày anh cho ăn 2 lần. Nếu như cho anh cho ăn nuôi mà 2 lần thì anh cho mỗi lần ít đi. Bởi vì là nó phải có cơn đói của những lần sau. Có nghĩa là như thế. Còn nếu mà cho ăn 1 lần thì nó là dành cho những chim hậu bị, nên là nó không phải là sinh sản. Chim thì mình nuôi mình không nên cho thức ăn nó bừa bãi, nó thừa, nó một là nó nuôi nó con chim nó sẽ nhát, nó không cần đến mình. Hai là thức ăn nó sẽ mốc chua và nó sẽ bệnh lấm diều hoặc một số những bệnh từ cái việc nguồn thức ăn không đảm bảo. Vâng, em hỏi một chút là các anh cho ăn bằng xi lanh nhá, thì thấy đơn giản hay là lúc quen rồi là thấy hơn hay là chim có các anh là thuần hết rồi? Thì cái này là chắc chắn là anh phải nhờ đến em, bởi vì duy nhất trên mạng là có cái trang của em là mọi người vẫn thường nói với em á là của không nặng bằng công, nên là con chim mà em nuôi là bố mẹ là em sàng lọc về giống giọng rồi tất cả những cái hình thức nội dung là rất là ok, mã ngỗng phấn hồng. Thế còn cái cơ chế của em là cứ lúc 7 ngày tuổi bắt đầu lở ra này em mang lên em nuôi bộ. Thế có nghĩa là từ lúc nó còn múm múm đông măng
cho đến lúc nó biết ăn rồi là giai đoạn đấy là em đã làm cho anh sẵn. À vâng. Thế về bây giờ thì anh chỉ có cho ăn đúng giờ thôi, và đợi đến ngày đến tháng nó là nó trưởng thành, nó đẻ thôi. Vâng. Đấy, thì sơ bộ là như thế chứ không. Vâng, em hỏi một chút nữa. Bây giờ là ví dụ như em mua của anh, em đặt hàng thì cách nhận hàng và cách thanh toán cho anh là như thế nào được? Ví dụ như thế. À, về câu hỏi rất là hay, đúng vào cái bối cảnh như thế. Thực ra từ trước giờ thì mình sẽ áp dụng với khách hàng là có hai trường hợp. À, trường hợp thứ nhất là những cái người mà họ đã dùng cái chim của mình rồi, họ là khách hàng quen, hoặc là họ có thể là do họ có ai đó giới thiệu, hoặc là do họ cảm thấy đủ cái sự tin tưởng ở trong họ thì họ chuyển khoản đầy đủ cho mình. Ví dụ như đơn hàng của nó là 2 triệu thì bao giờ những người chuyển khoản mình sẽ bớt cho một chút, nó sẽ không phải là 2 triệu. Bởi vì họ là những người văn minh lịch sự, họ chuyển khoản trước cho mình mà. Thế còn trường hợp thứ hai là cái trường hợp họ dè dặt do cái quá trình không biết nhau qua mạng rồi. Nó là xã hội mà. Thế thì mình sẽ xác minh cái họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư. Có nghĩa là mình nói chuyện, mình cảm nhận thấy con người ấy là con người thật, địa chỉ thật, số chứng minh thật, của việc thật. Thì mình sẽ chuyển cho họ, đúng không ạ? Thế mình chuyển cho họ thì cảm thấy mình đưa ra một cái đề xuất là họ, có ví dụ như là đi từ đây Thanh Hóa thì nó có thể là nó mất khoảng 1-200 nghìn tiền vận chuyển, đúng không? Vâng. Mình yêu cầu họ đặt cọc cái số đó. Thì nếu như mà gặp phải những cái người mà người ta thực sự là người ta tin tưởng mà không nghĩ ngợi gì, đánh họ đánh đổi cái niềm tin đấy với cái 1-200 nghìn đó, thì họ có thể chuyển khoản cho mình, hoặc họ sẽ biến đổi nó thành một cái mã thẻ điện thoại cũng được. Nó nghĩa là hai người bên mua bên bán làm sao nó sẽ chứng minh một cái là gọi là có một cái sự trí mua bán với nhau. Cái bên mua là họ thể hiện ra cái tài chính của nó. Thì bây giờ bảo họ chuyển một triệu hai triệu là họ phải suy nghĩ, nhưng mà họ 1-200 thì chắc chắn nó đúng là nhiều thì nó không phải là nhiều, đúng không ạ? Thì nó hợp lý hơn, người ta dễ có thể là người ta đưa ra cái quyết định, người ta đặt cọc được. Thì đấy là như thế thôi. Thì thực ra là tâm lý là tôi cũng là người không phải là đứng đường bán chợ, vì con chim của tôi là tôi bán theo cái thương hiệu, bán theo cái uy tín của tôi, bề dày lịch sử của tôi. Nên tôi không có một cái cơ sở gì mà tôi không có một cái ràng buộc gì chắc chắn, thì tôi cũng phải ít ra là phải có một tí đặt cọc 100.000 tiền thẻ hay là như nào đấy. Tôi sẽ gửi đi. Cảm ơn anh ạ. Vì là em nói với anh là em mua hàng trên mạng rất nhiều. Mà hầu như là em chuyển giá luôn. Chưa bị một phát nào cả. Bởi vì là khi mình là tin tưởng nhau rồi và mình tạo niềm tin rồi thì mình đã thích rồi, thì mình không bao giờ là mình nhé. Thì anh làm cái nghề gì cũng có cái lương tâm của anh ạ. Đúng. Với một cái nữa, em hỏi anh một cái nữa là cái ngăn, ví dụ em lấy 5 đôi em ngăn là dùng cái loại gì để ngăn cho chim nữa em thích? Ngăn thì để mà nói chính xác theo kinh nghiệm của bản thân mình thì ngăn thì bạn mua cái tấm blue. Blue. Cái tấm blue nhựa đấy, cái tấm blue nhựa mà nó là cái tấm mà người ta hay làm theo kiểu là cái mặt sau lưng của nếu mà chỗ nào mà không mưa không nắng thì bạn có thể mua cái tấm cốt ép. Cái khổ của nó là dài tầm 4 mét mà cao của nó 50 phân. Không mưa, đúng rồi, không có mưa có nắng. Dạ. Không mưa không nắng đâu, đó. Không có mưa. Cái chỗ mà không nắng không mưa ấy, thường là những chỗ đấy là mình nên để cho người ta là cho con chim nó vào, nó ấp, nó đẻ, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Thì không nắng không mưa thì mình dùng cái cốt ép là nó sẽ không dính nước, nó sẽ không bị hỏng, đúng không? À vâng, đúng rồi. Cái cốt quấn ép ép mà bây giờ nó có cái khổ chiều cao 40-50, chiều dài 4 mét đấy anh. À vâng. Anh mua có 50.000 một tấm thôi. Vâng. Anh làm thế nào đấy nó đạt được cái mỹ quan khi mà anh đẹp. Nhìn nó đẹp hả? Thực ra anh làm những cái đấy là nó sẽ không, nó cứ như kiểu người mình không phải là lợp danh hay là làm những cái gì bờ bụi để cho những cái con giận con mạt trú ẩn cả. Nếu được thì một là có ép, hai là anh làm những cái tấm blue nhựa đấy anh. Đấy thì là nó thoáng mà nó nhẵn nhụi, nó không có những cái ngóc ngách để cho những con mạt con giận nó trú ẩn. Đó thì là cái đấy là do hai phương án, một là có ép, hai là tấm blue. Con ép mà
cái loại con ép đó là họ là hay là đổ bê tông á, đúng không nhỉ? Đúng rồi, nó gọi là cái tờ cốt đi, nó gọi là cái cốt. Cốt có nghĩa là người ta làm bằng cái tre, xong người ta lát mỏng ra, xong người ta đan thành phên đấy. Vâng, với em hỏi một cái nữa. Bây giờ là em, ví dụ em đặt chim của anh thì chim đã mổ sẵn rồi hay là em về đã phải bón nữa? Chim này là đã mổ sẵn mà độc lập tốt rồi, nhưng mà độ thuần của nó là trên cái nền tảng là những con mình bón sau khoảng một tháng, nó đảm bảo được cái độ độc lập cao thì mình về ăn lúa tốt rồi, bay được rồi, ăn lúa tốt rồi, tự ăn được rồi, tự ăn được rồi. À, tốt quá. Bạn về bạn để đói, bạn cứ cầm cá thóc đến là nó bay tất vào tay bạn luôn. À vâng vâng, bởi vì em nói thật là em làm một công chức, hai vợ chồng công chức ạ. À vâng. Lại mở một công ty riêng nữa, mình một thời gian rất nhiều rất bận lắm. Nhưng mà như thế là được, em vừa chơi vừa nữa thế mà, và khoái chim, rất là khoái chim. Ở nhà thì con mấy chục đôi chim thường nuôi ở cái đất rộng mà. Vâng, thế là anh cũng là người tham gia về công việc kia, nhưng mà mình muốn hướng về cái thiên nhiên, muốn có cái khuôn viên để cho mình thảnh thơi những lúc mình ngắm nghía, mình đam mê cái của mình. Đúng rồi, đúng rồi anh. Vâng, thế thì thực ra là ngày đấy thì anh nên hướng về cái, anh lấy khoảng 3 đội cũng được, 5 đội cũng được, tùy anh, tùy điều kiện của anh, cái không gian như thế thì tùy anh thôi, anh cả căn ngản ra nó 5 năm 25 thì nó có thể là tùy. Thế nhưng mà về cơ chế thì anh lấy cái dòng nó phải là thuần, chứ không thể là như chim rừng mấy ông đánh bẫy được về là nó gần như là nuôi nó cứ ăn, nó lại bay lại ăn, chứ nó không có cái sự thân thiện, nó không tương tác với mình. Vâng. Đó thì mọi vấn đề thì trong quá trình nuôi về sau có vấn đề gì thì em cũng sẵn lòng, em từ cái đam mê, từ cái trải nghiệm đó em có thể chia sẻ phần nào. Vâng. 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 Có gì để em làm trường rồi em sẽ đặt, em chuyển tiền cho anh rồi. Anh chuyển tiền, em là Hoàng. Em tên là Hoàng ở như Thanh Hóa. Vâng. Tên gì nhỉ? À, mình là Thao, anh em vẫn gọi một cái tên thân thuộc là Thao, cô gái hay ở ngoài Ba Vì. Vâng. 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 Thì bạn cứ làm đi. Lúc nào trong quá trình làm mà có băn khoăn hay có định đưa ra cái quyết định làm cái khuôn viên như thế nào đấy thì bạn có thể, tôi có thể chia sẻ phần nào. Đó. Vâng. Còn chim giống thì chắc chắn là bạn đủ, bạn cảm thấy bạn theo dõi cái kênh chim cu ấy hay ở trên YouTube và Facebook của tôi ấy. Thì xem nhiều rồi. Thì xem có vấn đề gì thì nói thật là ở đây thì rất nhiều người nuôi. Dạ. Nhưng mà có một cậu nuôi nhưng mà không biết cô gái cái gì và hắn bỏ bê, hắn chả ấp trứng gì cả. À. cậu nuôi khoảng 6 đôi. Vâng. Và anh để anh làm không ấp trứng. À. Nên là mình cũng chưa không biết là nuôi có được hay không. À. Cái nuôi này là anh phải xác định là nó là nó cực khó, nếu mà nó làm được thì rất nhiều người làm được. À vâng. Đấy, nhưng mà em thì em cũng không phải là người ích kỷ. Em là người chia sẻ rất là nhiều bài mà nhiều anh em khác bảo là sao nói sâu thế. Nhưng mà cái đấy là thực ra là trong cái cơ xã hội này chia sẻ với anh đi làm kinh tế thế thôi, đúng không? Vâng. Nó khi mà nó trong cái thời buổi này là công nghệ 4.0 nó đòi hỏi chất lọc mà nó phải sòng phẳng. Vâng. Cạnh tranh, đúng không? Vâng. Mình phải cạnh tranh sòng phẳng chứ. Vâng, đó, đúng rồi. Mình mà không mang lại một cái giá trị thực sự thì cho mọi người thì mọi người đâu có biết mình đâu, họ được. Vâng. Mình phải cho đi thì mình mới nhận lại được, đúng không anh? Dạ vâng, đúng rồi. Thế nên cái này thì em chia sẻ rất nhiều, từ cái việc tiêm chữa bệnh nọ, phòng bệnh kia, rồi một số những cái kinh nghiệm. Thì thôi, cái này là nó trên cái kênh của em thì chắc là anh cũng xem một vài bài rồi thì. Vâng, xem nhiều. Em có cái niềm tin thì anh mới gọi cho em, hoặc là như nào đó thì về sơ bộ là như thế đi. Em định lấy cái thông tin địa chỉ của anh, số điện thoại thì thôi, em xin phép là em ghi cái số điện thoại vào đây. Thì trong quá trình về sau thì một là anh gọi cho em, hoặc là lâu lâu mà em không thấy gì thì em có thể hỏi thăm anh. Thì để anh như nào đấy thì anh biết nhau thôi, với nhau cuộc sống mà. Nó là rất bình thường. Em hỏi một chút nữa. Ở nhà là cái thông tin của mình ạ, mình vay xung quanh là bằng cái
cái kẽm bằng ngón tay này. Vâng. Bây giờ là mình muốn kiếm lại thì mình dùng lưới ngoài cửa hàng là lưới gì vậy? À, nghĩa là bây giờ là mình cái lỗ của nó là nó rộng bằng bằng nào? Bằng 20 phân một găng tay đó. 20 phân này. À, cái lỗ, cái nghĩa là bây giờ mình muốn làm cho nó kín để cho con chim nó khỏi bay ra đúng không ạ? Ờ, bay ra đúng đó. Vâng. Thì nếu như mà về cơ bản thì nó sẽ có hai phương án để cho anh lựa chọn. Vâng. Theo cá nhân em, cái phương án thứ nhất thì anh cứ dùng hẳn cái lưới B20 hay B30 đấy, lưới mắt cáo ấy. Đó. Nghĩa là nếu mà để mà nói lưới B40 thì là những con chim to nó sẽ không ra được. Nhưng mà lưới B40 mà những con chim nó mới bay truyền, khả năng là nó giật mình là nó vẫn chui ra được. Vâng, đúng rồi. Đấy. Thế còn nếu mà con chim trưởng thành là con lưới B40 là chưa con nào nhỏ thì mới ra được, còn bình thường là không ra được. Thế là vâng, bản thân vâng, em thấy thế. Thế vâng, thì mình chơi lưới B40 thì nó cũng thoáng đãng và nó cũng nhanh mà nó cũng bền bỉ, nó cũng đẹp. Vâng. Thì cái lưới B40 đấy thì anh phải khắc phục cái nhược điểm của nó là nó sẽ có chuột nó vào. Vâng. Thì để mà khắc phục cái chuột nó vào thì rất đơn giản anh ạ. Vâng. Nó cũng có một số những cái kinh nghiệm để mà mình chống chuột. Vâng. Thực ra chuột thì nó chỉ vào về ban đêm thôi anh ạ. Vâng. Thế thì anh làm thế nào đó, anh cái chỗ mà cái ổ đẻ của nó đấy á. Vâng. Là anh làm cái có nghĩa là không cho cái con chuột nó có đường để nó đi vào cái ổ đẻ. À, không đường chạy lên. Đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Có nghĩa là như kiểu là anh treo cái bóng điện vào giữa cái trần nhà, đu đơ. Vâng. Thì con chuột nó làm sao bò ngửa lên trời, lưng xuống đất mà nó cho bò vào trần nhà, nó ra được cái bóng điện đấy được. À, vâng, đúng rồi. Hoặc là anh có thể hàn một cái xà ra, nhưng mà anh phải làm bằng cái inox hay là bằng sắt thật tròn thật nhẵn. Vâng. Và đến cái giá đỡ để mà cho con chim vâng, nó ấp nó đẻ. Vâng. Thì đầu tiên là nó yêu cầu nó phải là nó phải không nắc lư đúng không? Nó phải vâng, nó yên, định vị yên. Vâng. Nhưng mà cái lối để mà chuột nó đi xuống thì có thể là anh dùng cái sắt 4. Hai cái sắt 4 nó nhỏ hoặc là nó chỉ sắt 3 thôi. Có nghĩa là con chuột nó không có cái khả năng bấu. À, mà thậm chí là có thể là nó anh làm một cái mình cứ hiểu hình dung như kiểu là cái chùm gai ấy. Anh ơi, em hỏi một chút là để con chuột không vào thì lưới 30 20 hay là 30 nhỉ? Chuột mà vào được thì kể cả 30 nó vẫn vào được. À vâng. Đúng là nếu như mà anh dùng cái phương án 1 là lưới B40 thì anh em đang giải thích ở cái chỗ là cái chỗ mà để nó phá cái ổ trứng ổ con của mình ấy. Vâng, cái này em làm rồi. Ừ. Cô kia là em làm rồi. Còn nếu như mà mình không dùng cái phương án lưới B40, 30 thì mình dùng cái lưới chống chống dán. Cái lưới đấy thì mắt nó rất nhỏ, mắt nó chỉ bằng cái lôm na mình hiểu nó như kiểu bằng cái hạt đỗ tương hoặc là bằng cái hạt lạc là cùng. Cái lưới đấy em dùng rồi. Cái lưới đấy thì nhiều khi là mình nhìn nó không được khóa. Không đẹp thôi, nhưng mà lại an toàn hơn đó. Ờ, nó an toàn. Thì mình có thể dùng cái lưới ô vuông nó bằng cái hạt ngô đấy. Đúng rồi. Rồi ạ. Thì đấy, mình làm cái lưới đấy thì mình chỉ dùng cái kẽm mình làm khung xương thôi, rồi mình tác cái lưới kia vào thì chuột nó không vào được, rắn nó không vào được. Vâng. Làm cái đấy cũng được. Nên là có hai phương án. Vâng. Vâng. Vâng, để em làm chuồng có khi nào là làm chuồng xong cái là em gọi rồi em cũng tiền cho anh em chính xin cho em nhé. Rồi ok, nhất trí. Có gì thì cứ alo anh em mình trao đổi về cái chủ đề chim này. Tôi rất thích những người này. Rồi ok. Vâng. Rồi. Vâng, thì cảm ơn bạn nha. Anh em mình cũng xin ta tạm chia tay ở đây. Có vấn đề gì alo cho nhau sau nhé. Vâng, em alo sau. Em làm chuồng xong đã. Ok, bye bye, bye. 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 Bye.